Sáng ngày 18 tháng 6 năm 2023, khóa tu ươm mầm sen Việt do chùa Kim Ngư, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh tổ chức đã khép lại sau 5 ngày tu tập trong chánh niệm. Ngay từ sáng, các bạn khóa sinh đã được chư tôn đức ban tổ chức hướng dẫn đi thiền hành xung quanh khuôn viên chùa trong chánh niệm. Sau khi thiền hành xong, dưới sự hướng dẫn của thạc sĩ kiến trúc sư Trần Thị Hạnh, giáo viên mỹ thuật câu lạc bộ mỹ thuật và trải nghiệm Hello Art, các bạn nhặt những quả thông khô trong vườn về và tiến hành tô màu. Đồng thời, đại diện của 6 gia đình, sen đỏ, sen vàng, sen trắng, sen tím, sen xanh và sen hồng, thì nhau vẽ những bức tranh theo chủ đề mà cô Hạnh đưa ra. Với sự đoàn kết, làm việc theo nhóm, mỗi bạn làm một công đoạn để tạo ra những tác phẩm độc đáo nhất cho nhóm mình. Sau khi những tác phẩm hoàn thành, ban tổ chức chấm điểm và trao những phần thưởng cho từng gia đình theo các tiêu chí: tự tin, đặc sắc, sáng tạo, sôi động, độc đáo và đoàn kết. Buổi trưa là phiên hội chợ trâu vàng với hơn 20 món ăn như miếng xào Hàn Quốc, bánh su kem, trà sữa, nem chiên, các loại hoa quả. Phiên hội chợ diễn ra trong không khí vui tươi, háo hức, hạnh phúc, đầy tiếng cười của các bạn khóa sinh và các bậc phụ huynh tham dự. Buổi chiều, các bạn được lắng nghe lời pháp thoại của Hòa Thượng Thích Chân Tính, Viện Chủ Chùa Hoàng Pháp, thành phố Hồ Chí Minh. Hòa Thượng nhắc nhở các bạn phải luôn biết ơn và nhớ cha mẹ, thầy cô, tam bảo, biết ơn tổ quốc và chúng sinh để từ đó báo ơn đến những người mình đã thọ ơn bằng cách chăm ngoan, học giỏi, nghe lời ông bà, cha mẹ, thầy cô, không làm các việc ác, siêng năng làm việc lành, giữ tâm mình trong sạch. Đó là cách mà chúng ta báo ơn đến mọi người. Tiếp theo, đáp lại lời mời của ban tổ chức, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế đã quan lâm về chứng minh và nói về ý nghĩa của hoa sen cũng như ý nghĩa của chủ đề khóa tu lần này. Sau cùng, Thượng tọa không quên nhắc nhở các bạn khóa sinh sau khi trở về gia đình, hãy nhớ cảm ơn cha mẹ mình vì đã sinh chúng ta, nuôi dạy và đưa chúng ta đến đây để có thêm những người bạn mới, những mối quan hệ mới. Và đặc biệt hơn, hãy nhớ nói lời cảm ơn và xin lỗi đối với hai đấng sinh thành của mình. Chương trình khóa tu mùa hè năm 2023 tại chùa Kim Ngư với chủ đề Ươm mầm sen Việt khép lại bằng những tấm giấy khen mà ban tổ chức trao đến các bạn khóa sinh có thành tích trong khóa tu vừa qua.